Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella trong tiêm chủng mở rộng. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, Bộ Y tế cần làm tốt công tác phối hợp liên ngành, hướng dẫn các địa phương triển khai kế hoạch tiêm chủng, đảm bảo đúng tiến độ, cung ứng đầy đủ vaccine và dụng cụ tiêm chủng, bảo đảm việc tiêm chủng chất lượng an toàn tuyệt đối. Phụ huynh học sinh cần quán triệt tư tưởng phòng bệnh hơn chữa bệnh, đưa con em mình đi tiêm chủng đầy đủ. Các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương phải huy động các ngành và toàn hệ thống chính trị tham gia với quyết tâm cao độ, huy động sự tham gia mạnh mẽ của lực lượng bộ đội biên phòng, kết hợp chặt chẽ giữa quân dân y trong việc tuyên truyền, vận động người dân ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người tích cực tham gia tiêm chủng. Sởi và rubella là hai bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan và bùng phát thành dịch, với tỷ lệ tử vong cao. Từ giữa tháng 9, Bộ Y tế đã triển khai thí điểm tại một số tỉnh để rút kinh nghiệm trong tổ chức và thực hiện. Và đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc tập huấn tiêm chủng và có gần 460.000 trẻ được tiêm vaccine sởi rubella tại 15 tỉnh, thành phố. Dự kiến chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella sẽ tiêm cho 23 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 1 cho đến 14 tuổi.